một lần, con người lấy cây cóp cành nhọn nhất trong rừng đem về. Một ngôi sao sáng bóng ma thuật lên trên cùng, ước một điều ước dài dạo buổi sáng. Họ có được bất cứ thứ gì mà họ muốn. Ngôi sao lấp lánh. Con ước có thể là chuột. Cái gì sao? Có lẽ con quên nói điều này. Con đã được chuột nuôi dưỡng. Giải thích đi. Ta nhìn chân bước xâm nhập ngôi nhà phía xa. Chim mà sao cứ thật thà như chuột thế à? Và nếu có một thứ mà những con chuột giỏi thì đó là lén lút. Robin, con ước có thể là chuột thật sự. Với đông vui thật đầy, và có cá nhiều rầy, và có con su bên trong đang như hồi nhảy và hồi ngay. Xin chào, con sẽ không bao giờ giống một con chuột thật sự. Tồi tệ rồi, nó còn làm tệ hơn nữa. Robin, con không phải là con chuột, nhưng dĩ nhiên con là chuột. Hả? Xin lỗi, khó hiểu sao? Dạ, sao? Chúng ta là gia đình chuột. Tất cả chúng ta. Mèo có thể là gia đình không? Không, Dean, mèo muốn ăn chúng ta.